tiếp viên thứ 5 liên quan vụ xách hơn 11 kg ma túy về nước. Tiếp viên BTPT là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp. Bốn nữ đồng nghiệp sau đó đã nhận hàng chứa ma túy và chia nhau đưa về Việt Nam. Theo nguồn tin của Dinh, vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang lô hàng chứa hơn 11 kg ma túy về Việt Nam còn liên quan một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng bị tạm giữ ngay sau khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Cụ thể, vào tối ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã triệu tập và tạm giữ tiếp viên BTPT do xác định. Tiếp viên này đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu. Cùng với việc thả 5 tiếp viên, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ án. Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã yêu cầu tổ tiếp viên phục vụ chuyến bay tường trình và báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ. 5 tiếp viên này đều bị đình chỉ công tác. Cục Hàng không đã ban hành chỉ thị 1480, trong đó khẳng định vụ việc đã gây sự chú ý rất lớn của công luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu quốc gia và cho thấy tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn an ninh hàng không nếu không được chấn chỉnh kịp thời. Nhà chức trách hàng không yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc.